Khi quý vị sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook đã trở nên phổ biến, thực hiện chủ đề hoạt động của Trung ương Đoàn trong năm 2023, năm chuyển đổi số, 100% đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tăng cường tuyên truyền về phát triển thông tin hay hữu ích và phản bác thông tin xuyên tạc, không chính xác được lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên thanh niên. Những phút cuối của chương trình ngày mới hôm nay, mời quý vị chia sẻ về một trong những phương thức thông tin kết nối theo cách của giới trẻ tại thị đoàn Phú Mỹ. Chính thức ra mắt từ cuối tháng 8 năm 2023, trang web www.tuoitrephumy.com của thị đoàn Phú Mỹ nhận được nhiều quan tâm của đoàn viên thanh niên địa phương. Số lượng truy cập không ngừng tăng lên. So với trang thông tin điện tử trước đây của thị đoàn, chỉ đơn giản là kênh thông tin tuyên truyền những hoạt động đoàn, hội thanh niên, những thông tin hữu ích tại địa phương, thì trên trang web www.tuoitrephumy.com, thị đoàn Phú Mỹ ứng dụng nhiều nền tảng công nghệ tương thích với nhiều loại thiết bị, đáp ứng lượng truy cập lớn. Ngoài việc truy cập thường xuyên liên tục thông tin các hoạt động của tổ chức đoàn hội đội, tài liệu học tập, nghiên cứu công tác đoàn, đội, tài liệu các chuyên đề học tập và làm theo đạo đức phong cách tấm gương Hồ Chí Minh, trang web mới còn đăng tải những thông tin các di tích lịch sử văn hóa, địa danh du lịch, ẩm thực, các món ăn tại địa phương. Trang web được thị đoàn Phú Mỹ đăng ký làm công trình thanh niên điểm ở năm 2023, năm chuyển đổi số. Chúng tôi cũng mong muốn là thanh niên của thị xã cũng sẽ tuyên truyền, cũng sẽ có những cái công cụ nó thực sự là nó chuyển đổi số, nó thực sự nó số hóa để truyền đạt những cái thông tin về cái nội dung trên địa bàn thị xã. Công trình là ý tưởng thực hiện trong hơn 2 năm. Không chỉ có tính năng thông tin cập nhật mà trang web mới của thị đoàn Phú Mỹ còn là kênh giao tiếp hai chiều giữa tổ chức đoàn với đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên. Đoàn viên thanh niên, học sinh địa phương có quyền chia sẻ, giới thiệu những địa điểm du lịch và làm thắng cảnh, món ăn, đặc sản địa phương bằng các clip trải nghiệm thực tế. Khi mà trang web tuổi trẻ Phú Mỹ được triển khai thì các bạn đã rất là hưởng ứng, cập nhật và quay lại cập nhật những cái hình ảnh cũng như đoạn clip và địa điểm check-in và thực dạng là món ăn ngon, thức uống hấp dẫn để gọi là gửi về cho thị đoàn để cùng nhau cập nhật lên trang web. Từ khi mà cái trang tuổi trẻ Phú Mỹ này phát triển á, em cũng đã gửi cho bạn bè của mình những cái đường link để các bạn có thể vào trang và tham khảo. Khi mà đến đây du lịch á, thì bạn em rất là thích, bởi vì đến với thị xã Phú Mỹ thì những bạn ở tỉnh thành khác mà các bạn sẽ không biết được là sẽ có những địa điểm vui chơi nào hay là địa điểm ăn uống nào, thì từ khi có cái trang này thì các bạn cảm thấy rất là thích. Vận hành đến nay qua hơn một tuần, trang web www.tuoitrephumy.com của thị đoàn Phú Mỹ đã có gần 1.000 lượt truy cập. Thông qua các kênh hợp tác, trang web đã đăng tải 50 món ăn, địa danh, danh lam thắng cảnh của thị xã Phú Mỹ, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương theo cách trẻ.